Xin chào tất cả mọi người nhé. Đây là ngày 13 tháng 6. Em lại quay một video giới thiệu một ít về dược liệu Lai Châu. Mọi người cần gì thì tìm trong giỏ hàng và liên hệ trực tiếp với em nhé. Xin mọi người, mời mọi người đi vào video. Miến rong thái tây mọi người nhé. Thật ra vẫn là thái máy nhưng mà người ta gọi quen là thái tây ấy. Miến rong to 100.000 một cân. Bộ kết 250.000 một cân. Quả táo mèo tươi 50.000 một cân mọi người nhé. Ba kích chứa bóc này là em bán một giá 190, bóc sẵn là 250 mọi người nhé. Mận máu 50.000 một cân. Sang đây này Ngọc ơi. Sâm cao đỏ 120, rửa sạch sẽ luôn cho mọi người nhé. Sâm béo đen 150. Sâm tiên mao hàng rất là đẹp luôn, 150.000 một cân. Đấy, đẹp chưa? Gừng đen 150. Nho rừng nhé mọi người nhé. Đấy, nho rừng 50.000, 55.000 một cân. Em sẽ hỗ trợ ủ đường cho mọi người nhé. Về mọi người chỉ việc ngâm, đổ thêm mấy vào ngâm. Tắc kè đá 65.000 một cân. Hích dương, hích dương hàng dưới 1 cân thì em bán là 180, trên 1 cân đến 2 cân là 190. Nấm tích dương nhé mọi người nhé. Hàng về rất là nhiều. Hàng trên 2 cân này là 320.000 nhé mọi người nhé. Còn hàng từ 1 cân đến 2 cân là giá 250. Hàng dưới 1 cân là giá 180 mọi người nhé. Đấy, mọi người lấy hàng nào thì liên hệ để em gửi ảnh cho nhé. Ngô tím 15.000 một bắp, em sẽ bóc và hút chân không cho mọi người. Sâm đương quy tươi mọi người nhé. Đấy, hàng 3 củ, 4 củ, 5 củ, 6 củ. Nói chung là tầm 3-4 củ thì giá là 150. Còn 4-5 củ thì giá 100 mọi người nhé. 4-5-6 củ giá 100. Em sẽ hỗ trợ rửa sạch luôn cho mọi người.